Tiếp đến, chúng con xin được trân trọng kính mời cha phó sứ đặc trách ban giáo lý có đôi huấn từ với chúng con. Lân Quy Phụng, theo truyền thuyết Ngọc Hoàng Đế có một kho báu được canh dự bởi bảy con rồng bảy màu theo bảy sắc cầu vồng, nhưng trong đó có một con rồng hùng mạnh và hung dữ nhất, đó là con hoàng long hay còn gọi là cầm lừa. Chúa Hoàng Long có một thân hình quái dị, đầu mọc rất nhiều sừng, đặc biệt với cặp mắt đỏ ngầu, cái miệng há to và hàm răng nhòm mắt. Nhưng chỉ chờ đến ăn tươi muốn sống những ai đến gần nó. Vì vậy từ trước đến nay chưa có ai đến gần được kho báu mà không mà. Thank you.
với sự quyết định của con người, với sự nhiệt tình của từng cá nhân, dân dân đã thu phục được chú rồng Hoàng Long, vũ trừ trở thành con rồng hiền hiệu. Hôm nay tên con phục hồi quý cha quý vị cùng tất cả bà con trong giáo xứ, đặc biệt là cho các em thiếu nhi. Thank you.
người dân bình thường bình hình cùng toàn thể các em thiếu nhi với những bàn tay khéo léo vừa lân vừa cổ hai đã làm nên một bài chú dân rất là hiền dịu. Chú dân này đến từ châu Á mang màu sắc rất là tuyệt vời, nhìn rất là dễ thương. Một lần nữa xin người cha cùng quý vị đặc biệt là các em thiếu nhi chúng ta tất cả chàng pháo tay nữa thật lớn và thật lớn để chúc mừng cổ nguyên này. Giới thiệu bốn tổ lân
sẽ cùng lên múa biểu diễn để chào quý cha, quý sơ cùng quý khách đời lần. Chúng con về mặt mùa lân năm nay.